Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người kết nối điện thoại với cái màn hình mới in của trên chiếc xe Suzuki XL7, cũng như tương tự như trên chiếc xe Suzuki Ertiga và chiếc xe Suzuki Ertiga Sport. Đầu tiên chúng ta hãy cùng khởi động xe. Để kết nối chiếc điện thoại của mình lên cái màn hình của chiếc Suzuki thì đầu tiên với với iPhone dùng hệ điều hành iOS thì đầu tiên chúng ta sẽ để kết nối được iPhone với cái màn hình của XL7 Ertiga thì chúng ta phải kết nối thông qua Apple CarPlay. Thì để chức năng này hoạt động này thì chúng ta phải bật Siri lên, bật trợ lý ảo Siri trên hệ điều hành iOS. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cài đặt, sau đó chúng ta kéo xuống mục Siri, đây Siri, sau chúng ta bật Siri lên. Okay. Sau đó chúng ta sẽ nói một số câu lệnh khi Siri go. Hey Siri. Hey Siri, send a message. Xin lỗi tiếng Anh của mình không tốt lắm, mọi người thông cảm. Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, set a time for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Đây là các cái câu tiếng Anh đơn giản để chúng ta kích hoạt tính năng Siri trên iPhone thôi. Khi đó thì chúng ta đã bật được Siri trên iPhone rồi. Sau khi đã bật được Siri trên iPhone thì chúng ta dùng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần về màn hình chính này, sau chúng ta cắm cái jack kết nối giữa iPhone và màn hình qua cái cổng USB. Đó. Sau đó trên điện thoại chúng ta cho phép, bấm cho phép. Vậy là các cái một số ứng dụng mà tương thích sẽ được hiển thị trên cái màn hình này. Ví dụ như là điện thoại, danh bạ điện thoại, nhạc, mà bản đồ, tin nhắn, phát nhạc. Một số các phần mềm tương thích như là Google Map hay Zing MP3 cũng lên đây thì rất tiện lợi, thì chúng ta có thể thứ nhất là nghe nhạc, thao tác các cái chức năng nghe gọi trên điện thoại qua cái tính năng này. Hey Siri. Câu đấy, chúng ta có thể quay về, chúng ta bấm thủ công, không cần dùng cái trợ lý ảo Siri. Cái tiếng nó cái này sẽ phải yêu cầu chúng ta dùng tiếng Anh. Chúng ta có thể xem được các cái toàn bộ lịch sử cuộc gọi, những danh bạ sẽ được đồng bộ trên điện thoại, sẽ được đồng bộ trên cái màn hình này. Chúng ta có thể thao tác trực tiếp trên màn hình cũng như là thao tác trên điện thoại. Trên vô lăng chúng ta có 3 cái nút chế độ rảnh tay, chúng ta nghe bắt và tắt cuộc gọi trên vô lăng. Khi chúng ta đi đường thì sẽ rất thiết thực, không phải đợi sờ đến điện thoại, rất an toàn cho người lái. Ngoài ra bàn phím số chúng ta có thể quay được số để gọi trên cái màn hình này luôn. Chúng ta có thể nghe nhạc qua MP3, rồi các chức năng bản đồ. Đây. Bản đồ chỉ đường về hôm. Là với iPhone chúng ta có thể kết nối qua Apple CarPlay. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người kết nối với điện thoại Android. Sẽ có hai ứng dụng, đó là Android Auto và Auto Link. Thì cái Android Auto thì mình đã hướng dẫn kết nối ở các video trước rồi, thì nó cũng đơn giản thôi, và nó cũng tương tự như là khi đó cái màn hình hiển thị nó sẽ tương tự như là với
với Apple CarPlay, nó chỉ một số phần mềm sẽ hiển thị được lên thôi. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối cái phần mềm AutoLink của trên Android thì nó sẽ hay hơn với Apple CarPlay, với Android Auto. AutoLink này thì chúng ta có thể xem video, xem YouTube trực tiếp trên cái màn hình này, cũng trên điện thoại, cũng nó hay hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối với màn hình qua AutoLink trên hệ điều hành Android. Tiếp theo mình xin hướng dẫn mọi người kết nối điện thoại Android lên cái màn hình cảm ứng 10 inch của Suzuki XL7 cũng như là của Suzuki Ertiga và Ertiga Sport. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối qua tính năng AutoLink. Thì đầu tiên mình sẽ phải cài cái AutoLink. Cái AutoLink này thì chúng ta sẽ vào CH Play. Chúng ta gõ AutoLink. Đây mình đã gõ sẵn này. AutoLink. Đó chứ. Đây mình đã cài sẵn rồi, bây giờ chỉ việc mở thôi. Đây. Cái logo của phần mềm sẽ như thế này. Chúng ta sẽ bấm cài là xong, mình đã cài rồi thì mình mở. Khi mở lên thì chúng ta cái phần mềm nó sẽ yêu cầu chúng ta cấp quyền cho có thể mở xem được các cái tính năng trên điện thoại. Chúng ta chỉ ok là click hết là xong. Sau khi cài xong cái phần mềm AutoLink trên điện thoại thì trên màn hình chúng ta sẽ vào cài đặt, vào phần cài đặt đây, setting, setup, vào phần setup xong chúng ta kéo xuống dưới đây. Chúng ta thấy đây có Apple Connect TV và Android Connect TV. Thì phần Android Connect TV chúng ta sẽ chuyển sang AutoLink. Đấy, chúng ta bấm đồng. Đầu tiên sẽ là Android Auto. Android Auto thì mình hướng dẫn cách kết nối các video trước, nó cũng tương tự và nó sẽ hiển thị tương tự với như là Apple CarPlay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn AutoLink nó sẽ hay hơn. Chúng ta bấm like sang. Ok, vậy là được. Sau khi bấm AutoLink trên màn hình và cài phần mềm AutoLink trên điện thoại thì bây giờ mình sẽ cắm cáp kết nối. Kết nối cũng tương tự như iPhone thôi, kết nối với màn hình. Rồi, sau khi kết nối như vậy là cái màn hình điện thoại của chúng ta sẽ hiển thị trên cái màn hình này. Chúng ta bấm đồng ý. Ok. Vậy là màn hình điện thoại của mình đã hiển thị trên cái này. Thì chúng ta muốn quay ngang cái màn hình ra cho nó full thì chúng ta bấm ở trong cái tính năng, chúng ta bấm chế độ mang ngang màn hình ra. Màn hình này chúng ta có thể điều khiển trực tiếp cái màn hình này trên điện, cái màn hình trên điện thoại cũng được. Đây chúng ta có thể hoặc chúng ta có thể điều khiển màn hình trên trực tiếp trên cái màn hình của ô tô. Thì khi như vậy là toàn bộ các phần mềm, không bất kể phần mềm nào cũng đã được trên điện thoại, đã cài trên điện thoại sẽ được hiển thị trên cái màn hình này. Khi đó ví dụ như chúng ta muốn nghe gọi hoặc là đây nó yêu cầu chúng ta kết nối thêm Bluetooth thì chúng ta cũng chấp nhận thêm ghép rồi. Ok, thì ví dụ như chúng ta muốn nghe, muốn xem YouTube trên cái màn hình này, YouTube trong một video bất kỳ. Sau đó chúng ta bấm phím full màn hình như bình thường hoặc là bấm quay ngang màn hình nó cũng sẽ full. Rất đơn giản thôi và nó sẽ cũng rất hay. Chúng ta có thể chỉnh trực tiếp trên màn hình. Nhưng mà mình đã hướng dẫn mọi người cách kết nối chiếc điện thoại của mình Android và iOS vào cái màn hình của chiếc Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga và Ertiga Sport. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc mọi người cần trợ giúp gì thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại trên.
Và để theo biết thông tin về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của các dòng xe Suzuki, xin mọi người hãy liên hệ với mình. Và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.